bệnh nhân ở Quảng Nam là ca thứ chín mắc COVID-19 tử vong. Sáng ngày 6 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong thứ chín mắc COVID-19, đó là bệnh nhân 651, Nguyễn Thị Hơ, nữ, 67 tuổi, quê quán duy xuyên Quảng Nam, tiền sử suy thận mãn tính, lết ban đỏ, đái tháo đường tuyếp 2, nhiễm năm máu. Ngày 18 tháng 7, bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại khoa nội thành Bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó, bệnh nhân được Bệnh viện Đà Nẵng chuyển đến Bệnh viện Gia Đình. Từ thời điểm đó đến ngày 31 tháng 7, bệnh nhân được điều trị tại khoa Bệnh viện Gia Đình. Ngày 2 tháng 8, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 được chuyển ngay vào khoa y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng ngày 3 tháng 8 bệnh nhân lơ mơ, thể trạng suy kiệt, loét vùng cẳng tay và cẳng bàn chân, xuất huyết dưới da cẳng tay hai bên, khó thở nhẹ. Ngày 4 tháng 8 bệnh nhân suy hô hấp, được đặt nổi khí quản thở máy. Ngày 6 tháng 8 0 giờ 45 phút, bệnh nhân hôn mê sâu, suy hô hấp, tím da đầu chi, nhịp tim chậm dần rồi ngưng, không đo được huyết áp, hồi sinh tim, phổi, không hiệu quả. 1 giờ 30 bệnh nhân tử vong. Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong do viêm phổi, suy hô hấp trên bệnh nhân suy thượng thành mãn tính, đài tháo đường tuyếp 2 và COVID-19. Đây là ca tử vong thứ 9 ở bệnh nhân mắc COVID-19. Theo Bộ Y tế, các bệnh nhân tử vong do COVID-19 hầu hết là người cao tuổi, có sẵn bệnh lý nền như tim mạch, huyết áp, suy thận, chạy thành nhiều năm, ung thư máu,